Bà Nancy Patricia Pelosi sinh ngày 26 tháng 3 năm 1940, là một chính trị gia Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân Chủ và Chủ tịch Hạ viện thứ 52, đã làm nên lịch sử vào năm 2007 khi bà được bầu là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Chủ tịch Hạ viện. Theo thông tin từ pelosi.house.gov, bà Pelosi lần thứ hai được bầu làm Chủ tịch Hạ viện khi Quốc hội khóa 116 nhóm họp vào ngày 3 tháng Giêng năm 2019, trở thành người thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ nắm giữ chức vụ này trong hai nhiệm kỳ không liên tục sau Sam Rayburn. Bà là người công dân Mỹ gốc Ý, bà vốn sinh ra trong một gia đình hoạt động chính trị tại Hoa Kỳ. Thân phụ của bà là ông D'Alessandro Jr., từng là cựu dân biểu Hoa Kỳ và là thống đốc tiểu bang Maryland năm 1954. Bà là người phụ nữ đầu tiên, người California đầu tiên và người Mỹ gốc Ý đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ được bầu vào chức vụ này. Trong 35 năm, bà Pelosi đã đại diện cho San Francisco quận 12 của California tại Quốc hội. Bà đã lãnh đạo Đảng Dân Chủ Hạ viện trong 19 năm và trước đây từng phục vụ cho House Democratic Whip. Năm 2013, bà được giới thiệu vào National Women's Hall of Fame trong một buổi lễ ở Seneca Falls, nơi khai sinh phong trào đấu tranh vì quyền của phụ nữ Hoa Kỳ. Dưới thời chính quyền Biden và Harris, bà Pelosi đã lãnh đạo Hạ viện trong việc thiết kế và ban hành kế hoạch giải cứu người Mỹ. Đạo luật cứu mạng này đã lật ngược tình thế của đại dịch, đưa vaccine vào vòng tay hàng trăm triệu người Mỹ, hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình gặp khó khăn, tạo ra hàng triệu việc làm mới, hỗ trợ giáo viên, sĩ quan cảnh sát, lính cứu hỏa, công nhân vận chuyển cùng các anh hùng tiền tuyến khác và đưa trẻ em đến trường an toàn. Bà Pelosi cũng thiết kế việc thông qua đạo luật đầu tư cơ sở hạ tầng và việc làm trong Hạ viện. Đạo luật này tăng cường đường xá, cầu cống, hải cảng, hệ thống nước và truy tập đường truyền dữ liệu trong các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ, trong khi xây dựng lại tầng lớp trung lưu. Trong Quốc hội lần thứ 111, bà Pelosi đã dẫn đầu việc Hạ viện thông qua đạo luật tái đầu tư và phục hồi của Hoa Kỳ nhằm giải cứu quốc gia khỏi hố sâu trong cuộc khủng hoảng tài chính, giúp tạo ra hoặc cứu hàng triệu việc làm của người dân Hoa Kỳ. Sự lãnh đạo của bà trong việc đưa đạo luật trả lương công bằng Lilly Ledbetter thành luật đã phục hồi khả năng chống lại sự phân biệt đối xử về lương tại tòa án của phụ nữ và bảo đảm họ cũng có thể tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế. Bà Pelosi cũng đã dẫn đầu Quốc hội trong việc ban hành các cải cách lịch sử của Dodd-Frank, việc kiềm chế các ngân hàng lớn và tạo ra bảo vệ mạnh mẽ cho người tiêu dùng, người cao tuổi và nhân viên phục vụ. Bà Pelosi đã thiết kế mang tính bước ngoặt của đạo luật chăm coi giá cả hợp pháp. Đạo luật này đã bảo đảm sự bảo vệ cho tất cả những người Mỹ có tình trạng sức khỏe từ trước, chấm dứt các giới hạn hàng năm và trọn đời đối với bảo hiểm y tế và cung cấp sức khỏe hợp túi tiền cho hàng triệu người Mỹ khác. Với tư cách là nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ năm 2017, bà Pelosi đã dẫn đầu nhiệm vụ bảo vệ các gia đình Mỹ khỏi đạo luật Trumpcare của Đảng Cộng Hòa, huy động một chiến dịch lớn trên toàn quốc để ủng hộ đạo luật chăm coi giá cả hợp lý, tức là Affordable Care Act, và tiếp sức cho Đảng Dân Chủ trở thành đa số vào năm 2018. Bà Pelosi cũng là một nhà lãnh đạo không ngừng nghỉ về việc giảm chi phí thuốc kê đơn, đấu tranh để trao quyền cho chính phủ liên bang thương lượng giá thuốc và giới hạn chi phí thuốc cứu mạng như insulin. Năm 2007 thì bà đã ban hành luật năng lượng toàn diện nhằm nâng cao tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu cho xe lần đầu tiên sau 3 thập niên và đưa ra cam kết thay đổi cuộc chơi đối với nhiên liệu sinh học tự trồng của Hoa Kỳ. Năm 2009 thì bà dẫn đầu việc thông qua đạo luật an ninh và năng lượng sạch của Mỹ, một dự luận toàn diện nhằm tạo ra việc làm trong năng lượng sạch, chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu và chuyển nước Mỹ sang một nền kinh tế năng lượng sạch. Vào năm 2021 thì dưới sự lãnh đạo của bà, Hạ viện đã thông qua khoản đầu tư khí hậu lớn nhất trong lịch sử. Nửa nghìn tỷ Mỹ Kim đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của quốc gia sang một tương lai năng lượng sạch, đồng thời giúp cho các cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ cải thiện khả năng chống chịu với thảm họa khí hậu. Là một nhà lãnh đạo về bảo tồn và môi trường trong và ngoài nước,
Bà Pelosi là tác giả của pháp luật để tạo ra Presidio Trust và chuyển đổi đồn quân sự cũ của San Francisco thành một công viên quốc gia đô thị. Bà cũng bảo đảm thông qua tu chính án Pelosi vào năm 1989, hiện là một công cụ toàn cầu được sử dụng để đánh giá các tác động môi trường tiềm năng của sự phát triển. Dưới sự lãnh đạo của bà, Hạ viện đã ban hành đạo luật cải cách đạo đức khắc nghiệt nhất trong lịch sử quốc hội, bao gồm cả việc thành lập một hội đồng nguyên tắc đạo đức. Đạo luật vì người dân sẽ mở rộng quyền tiếp cận lá phiếu, làm sạch tham nhũng trong chính trị, cấm đoán đảng phái và chống lại tiền bạc đen tối trong chính trị, và đạo luật nâng cao quyền bỏ phiếu của John R. Lewis sẽ khôi phục quyền lực của chính phủ liên bang trong việc bảo vệ quyền tiếp cận lá phiếu trên toàn quốc. Bà Pelosi là một nhà đấu tranh kiên định cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ và là một tiếng nói được tôn trọng ở nước ngoài trong việc thúc đẩy các giá trị dân chủ. Bà là thành viên phục vụ lâu nhất của Ủy ban lựa chọn thường trực Hạ viện về tình báo trong lịch sử, phục vụ từ năm 1993 cho đến 2003, bao gồm cả với tư cách là thành viên xếp hạng từ năm 2000 cho đến năm 2003 và tiếp tục phục vụ với tư cách chính thức. Với tư cách là dân biểu, bà đã chi phối hàng tỷ Mỹ Kim hỗ trợ an ninh, kinh tế và hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine sau cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga vào tháng 2 năm 2022. Bà cũng đã dàn dựng nỗ lực áp đảo của lưỡng đảng và lưỡng viện nhằm áp đặt những hậu quả nhanh chóng và nghiêm trọng đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu năng lượng của Nga và hủy bỏ quan hệ thương mại bình thường. Trong nhiều thập niên thì bà Pelosi đã đưa ra tiếng nói mạnh mẽ cho nhân quyền trên toàn thế giới, đặc biệt là lên tiếng thay mặt cho cộng đồng Uyghur, công dân Hồng Kông và người Tây Tạng, người dân Tây Tạng và tất cả những người bị chính phủ Trung Cộng áp bức. Với tư cách là nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ, bà củng cố an ninh của Hoa Kỳ bằng cách bảo đảm số phiếu cần thiết để đánh bại nỗ lực trong việc bác bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Obama. Một số chính sách mang tính bước ngoặt đã ngăn chặn tiến trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran. Bà là người dẫn đầu việc hủy bỏ lịch sử chính sách phân biệt đối xử, đừng hỏi, đừng nói, cho phép người Mỹ đồng tính nam và đồng tính nữ công khai phục vụ đất nước của họ. Bà đã thông qua đạo luật phòng chống tội phạm, thù hận của Matthew Shepard và Chamber Jr., một đạo luật thúc đẩy công lý cho hàng triệu người Mỹ có nguy cơ bị bạo lực chỉ đơn giản là vì họ là người như thế nào. Bà cũng đã hai lần thông qua đạo luật bình đẳng để bảo vệ công lý cho cộng đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, chuyển giới và đồng tính luyến ái hoặc nghi vấn tại nơi làm việc và mọi nơi. Trong khi giữ chức vụ lãnh đạo đảng Dân Chủ, sức mạnh của Pelosi trên bàn đàm phán đã giành được những chiến thắng quan trọng về mặt lập pháp. Trong đại hội lần thứ 114, bà đã đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng lịch sử để củng cố Medicare, chấm dứt chu kỳ của drug fix đắt tiền và xây dựng một hệ thống cải thiện độ chính xác của các khoản thanh toán và tiêu chuẩn chăm sóc. Bà cũng đã tăng cường tài trợ đáng kể cho các ưu tiên chính của đảng Dân Chủ, bao gồm cuộc chiến chống lại đại dịch opioid, hỗ trợ việc nghiên cứu Viện Y tế Quốc gia và ủy quyền vĩnh viễn cho chương trình y tế của Trung tâm Thương mại Thế giới. Các thành tựu quan trọng bổ sung được ký thành luật trong 4 nhiệm kỳ của bà với tư cách là dân biểu bao gồm luật để mở rộng hội giáo dục trong khi cải cách hệ thống hỗ trợ tài chính, luật cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho 11 triệu trẻ em Hoa Kỳ, những biện pháp bảo vệ với chống lại tội ác thù hận, tăng lương tối thiểu lần đầu tiên trong một thập niên, sự mở rộng viện trợ đại học lớn nhất kể từ khi dự luật GI, tài trợ mới để giải quyết các hóa chất vĩnh viễn PFAS, một dự luật giáo dục GI mới cho các cựu chiến binh trong các cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan, và gia tăng các dịch vụ cho các cựu chiến binh, người chăm sóc và cơ quan điều hành cựu chiến binh. Với sự lãnh đạo của Chủ tịch Pelosi, Hạ viện cũng nâng cao pháp luật quan trọng để bảo đảm trả công bình đẳng cho công việc như sau. Cứu mạng người thông qua việc kiểm tra lý lịch bắt buộc đối với việc mua súng, bảo vệ người lao động mang thai, chống lại sự phân biệt đối xử,
cải cách hệ thống nhập cư đã bị phá vỡ của Hoa Kỳ và bảo đảm công lý cho những người nông dân, chăm sóc cựu chiến binh bị nhiễm độc hóa chất đang trong thời gian làm nhiệm vụ, và bảo vệ người đi vay khỏi các hành vi cho vay không công bằng. Ngày 4 tháng 2 năm 2020, bà Nancy Pelosi là người trở thành tiếp nổi bật trên hàng loạt tờ báo sau khi xé diễn văn thông điệp liên bang khi Tổng thống Donald Trump vừa kết thúc bài phát biểu. Chuyện nổi bật thứ hai là bà đã ung dung đến Đài Loan gặp bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và ra về an toàn bất chấp tất cả những lời hù dọa đủ điều, kể cả dọa giết bà của Tập Cận Bình.